Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hanycam Vlog của Tùng Thì uh, hôm nay là Tùng uh, về thêm một modem nữa Thì uh, hôm nay Tùng sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người về thông số kỹ thuật Đó, và để cho mọi người được tìm hiểu Thì modem này Tùng cũng vừa rồi thì Tùng cũng có đã review cho mọi người về tham khảo Kể cả là về clip test rồi Tùng cũng đã làm clip test cho mọi người được tham khảo Và về uh, cấu hình chi tiết của modem này hôm nay Tùng lại mới về được một con nữa nên là Tùng lên để cho mọi người được biết và được tham khảo về con máy đó thì trước tiên nó trước tiên giới thiệu thì Tùng cũng rất mong là mọi người sẽ đăng ký kênh ủng hộ Tùng và nhấn chuông thông báo để nhận tất cả các clip của Tùng lên về các dòng máy quay phim Hanicam của Sony và Panasonic thật ra thì cái mô đêm này thì vừa thời gian vừa rồi sau khi Tùng lên clip của nó thì rất nhiều người cũng có hỏi Tùng về modem này nhưng mà cái modem này thì nó hơi khó mua bởi vì giá ở trên thị trường các nước nó khá cao không thể kiếm nổi cái máy mà nó giá tiền nó có thể là hợp nói là hợp lý để về máy để lại cho mọi người sử dụng được nên là nó rất là khan máy ít máy thì hôm nay Tùng lại về thêm được một con Sony HDR PG800 đó là dòng máy Hanicam của Sony Mọi người nhé Thì con PG800 này thì như clip Tùng uh, review Thì Tùng uh, sẽ đặt cái link review ở dưới phần mô tả Về phần xem thêm đấy Thì mọi người có thể ấn vào đó để xem chi tiết về clip test của con PG800 này Thì hôm nay Tùng về con này ở đây mọi người này Hình thức như mới này Đó hình thức còn rất đẹp này Đẹp long lanh luôn Tùng nói thật là về con này thì nó còn quá đẹp Đây mọi người nhé Đó hình thức còn rất đẹp này đó. Từng góc cạnh, từng chi tiết. Rất đẹp luôn, hầu như không có vết xước. Đó. Cái con PG800 này được trang bị với màn hình cảm ứng là 3 inch. Và ống kính là ống kính là chống rung cao cấp, ống kính mắt liếc. Đó, chống rung cao cấp là chống rung 50 đấy, chống rung 50 ống kính mắt liếc, góc rộng. Và nó có tích hợp thêm đèn light để quay đêm và có một chức năng nữa là chức năng vòng xoay manual đó vòng xoay này là cho phép chúng ta là có thể là chỉnh thủ công bằng tay về tiêu cự này là focus đấy ạ và độ sáng này là iso đấy ạ và các uh, chức năng khác mọi người nhé đó ở cái vòng xoay này thì con này là PG8 uh, dòng PG nên nó sẽ tích hợp thêm máy chiếu thì máy chiếu con này là máy chiếu rất cao cấp này nó có cân bằng này đó cân cân bằng khi chúng ta đặt máy này và được tích hợp thêm wifi mọi người nhé đó còn PG 800 này được tích hợp thêm wifi này thì con này là được tích hợp với mic thu âm là 5.1 kèm với mic in đó con này thì là hàng zoom thấp mọi người nhé zoom qua học là 12x và zoom mở rộng rõ nét là 24x quay phim full HD ở chế độ là 60 frame 60 khung hình trên dây đó tích hợp wifi NFC này có bộ, bộ nhớ trong là 64g kèm khe cắm thẻ nhớ SD mọi người nhé đó tích hợp mic in audio out và chụp ảnh tính lên đến 24.5 megapixel đó chụp ảnh tính 24.5 megapixel và sử dụng pin FV chúng ta có thể nâng cấp lên pin dung lượng lớn đó chống dung 50 ống kính mắt liếc này thu âm 5.1 này tích hợp mic in này màn hình cảm ứng 3 inch này đó và tích hợp máy chiếu này bộ nhớ trong 64g kèm khe cắm thẻ nhớ có các cổng là HDMI out, USB này đó đó như mọi người thấy đèn like này đó hỗ trợ quay đêm thì con này là hàng Nhật mọi người nhé hàng sách tay Nhật máy thì đẹp như mới đó có wi fi tích hợp wi-fi chúng ta có thể là chuyển hình ảnh và video từ máy quay sang điện thoại Smartphone của chúng ta mọi lúc mọi nơi đó Tùng sẽ có đầy đủ hướng dẫn cho mọi người yên tâm sử dụng à, và thêm và thêm nữa là con này chỉ phù hợp với tất cả những anh em nào mà không cần độ rôm xa mọi người nhé Tùng nói rõ về vấn đề này thì con này nó phù hợp với những anh em là không cần độ zoom xa tức là cho những anh em làm YouTube làm Vlog quay chương trình quay sự kiện live stream bóng đá bánh bóng rổ bóng bàn bóng truyền hoặc là live stream sản phẩm giới thiệu sản phẩm quay các loại hoa qua cây cạnh đó con này là hàng cao cấp chất lượng phim cao và được tích hợp với wi-fi chắc chắn là rất nhiều người À, Tùng nhớ không nhầm thì cũng có cứ gần chục người hỏi về modem PG800 nhưng mà thật sự là khó rất khó khó kiếm lắm nên là hôm nay Tùng về thì Tùng lên YouTube để cho mọi người được à, biết được là Tùng với một con máy còn đẹp như mới đó máy Tùng bán ra là sẽ kèm đầy đủ phụ kiện pin sạc cáp túi và Tùng hỗ trợ free hỗ trợ là free ship đấy ship COD toàn quốc mọi người được phép là nhận hàng kiểm tra xong rồi thanh toán máy móc là tùng bao lỗi đổi máy 10 ngày và bảo hành 6 tháng cho mọi người yên tâm sử dụng và tùng hỗ trợ kỹ thuật chọn đời máy đó dù kể cả là hết bảo hành thì mọi người cần khó gì thì cứ lưới lại tùng thì tùng sẽ hướng dẫn và hướng dẫn cho mọi người chi tiết Và mọi người nhớ nhé Tục ship COD là mọi người được nhận hàng kiểm tra xong hay thanh toán đó Nên là mọi người cứ yên tâm Và Tùng nói thêm nữa là Tùng muốn nói gì nhỉ Số điện thoại của Tùng là 0868 238 232 đó. Nếu anh em nào cần thì cứ inbox vào Zalo hoặc là Facebook của Tùng. Nick Facebook của Tùng là nick là Phương Thúy. Đây để Tùng lấy đây nhá mọi người nhá nick Facebook của Tùng là nick là Phương Thúy này nick của Tùng là Phương Thúy đó nếu mà thật ra thì Tùng bây giờ là đã uh, sắp hết 5.000 bạn bè rồi 5.000 sắp 5.000 bạn bè rồi thì uh, có thể là chúng ta không cần thêm bạn cũng được chúng ta chỉ cần uh, ấn vào đây và uh, chúng ta ấn vào theo dõi thôi chúng ta chỉ cần ấn vào theo dõi thôi bởi vì tất cả các máy móc về là Tùng hay lên Facebook hơn đó nên là chúng ta có thể là tìm nick Facebook Phương Thúy này Tùng Phú Thọ này hoặc là chúng ta có thể nhập vào cái số điện thoại này 0868 238 232 này ở trên Facebook cũng có thể là liên kết đến trang cá nhân của Tùng đó và chúng ta chỉ cần ấn theo dõi thôi là ok rồi mọi người nhé đó tất cả kèo Tùng báo Tùng sẽ báo ở trên Facebook này mọi người nhé để Tùng giảm ánh sáng đi đó tất cả kèo là Tùng báo ở trên Facebook này mọi người nhé đó này Đó, tất cả kèo là tùng báo ở trên Facebook này. Đó, nên là anh em nào cần thì cứ liên hệ và Zalo số điện thoại là 0868238232 hoặc là nick Facebook Phương Thúy này mọi người nhé. Đó, nick Facebook Phương Thúy này. Đó, hàng của Tùng là đi khắp mọi nơi, đi toàn quốc luôn. Tùng ship COD nhận hàng kiểm tra xong rồi thanh toán. Đó nhận hàng kiểm tra xong rồi thanh toán nên là mọi người cứ yên tâm nhé là anh em nào cần thì cứ inbox cho Tùng nhé và à, nếu anh em à, thấy hữu ích thì à, cho Tùng xin một like và cũng rất mong là mọi người sẽ đóng góp ý kiến và ủng hộ Tùng, ủng hộ kênh của Tùng đó, thì con à, giá con PG800 này thì ở trên thị trường giá hiện tại bây giờ là có nơi bán là tầm khoảng độ 11 triệu 10 triệu 10 triệu 811 11 triệu nhưng mà trùng chắc chắn là tùng không bán đến giá đấy đâu đây, máy còn đẹp như mới này mọi người nhé mà trên thị trường chắc chắn là máy cũng không thể đẹp như thế này được đó máy đẹp như mới này nhìn vỏ mọi người nhìn cái bao tay đeo này đó máy này đó đẹp như mới luôn đó anh em nào cần thì kinh cho tùng nhá xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo